EITV. Và hôm nay mình và Thi Nỉ chúng ta sẽ cùng ăn bóc hàng mới nhất của Robert mang tên Chiêu Kiều. Rồi, bài hát của Thi Nỉ chồng Robert là ai nè? Anh sẽ tự nghĩ để coi hôm nay là chúng ta sẽ ăn bóc ra chiếc kẹt của bóc cực kỳ không nha. Hôm nay mình có ba bơ của Chiêu Kiều ở đây. Thì thứ nhất mình có làm một bộ tổ bốc có random được một chiếc thang kệ cũng là của Tuki luôn. Đó, Tuki đang gặp chắc anh Long. Lần đầu tiên. Và là bơ limited black bơ. Không biết là mình sẽ có được một gì trong hai màu trắng của màu đỏ. Rồi, cái gì muốn anh bóc cái bông này cho cái nào? Rồi một cái này gọi là sao, cái này là post hả? Ok, mình cũng chơi nha mọi người. Rồi đây, giờ nhất của chúng ta đó chính là Suki. Rồi chúng ta có Suki nha mọi người ơi. Và đây mình có một cái poster. Trời và Jerry. Rồi của Trang á, thì mình sẽ có một cái CD ở đây. CD mình phải bước ra. Ở cái mặt trước mình có một chút cái gọi là hiệu ứng hologram á. Mình thấy có một chút cái ánh bình màu sắc ở đây. Và có cái gì anh ta có
thân thì là rất là bé. Hiện nay mình có chuẩn bị một cái âm lượng khách của vấn đề thì chúng ta sẽ đổi đến vào cái bánh sinh nhật này nha. Nghe chúng mình sẽ làm địa điểm rất là bé. Rồi tưởng là chị cái này khó bắt lắm. Cái này bắt sao vậy? Cái này là mình đã mua từ lúc trước rồi thì nó có một cái nến cắm lên. Tới coi cho mình quay nha. Yeah, cảm ơn mọi người đã xem video.